Hưng Sẹo khai lần cuối gặp anh Hùng là lúc hắn bắt chị Dương từ quán bar trở về nhà. Chúng tôi cũng tra hỏi kỹ rồi, Hưng Sẹo có chứng cứ ngoại phạm và không có động cơ giết người. Bọn chúng tuy là giang hồ nhưng cũng không quá nguy hiểm, chỉ làm những vụ lặt vặt thôi, như đánh ghen, đòi nợ thuê, đi bắt người thôi. Có khi nào tụi nó trả thù mẹ con tôi không chú? Chị cứ yên tâm đi, chúng tôi đã cảnh cáo bọn họ trước rồi, họ sẽ không dám hành động gì đâu. Vì hiện tại họ đang bị án treo về một vụ đánh ghen gây thương tích tháng trước. Vậy thì được rồi. Qua lời khai của Hưng Sẹo và anh Bá thì anh Hùng không có tiếp xúc với người lạ. Anh Hùng chỉ ở với cô Dương là người thân trong nhà. Chúng tôi muốn gặp cô Dương để hỏi thêm thông tin. Cô Dương hiện đang ở đâu vậy? Nó bỏ nhà chồng nó đi mất tiêu rồi. À mà quên, Ngọc. Dạ. Con có nói là con gặp nó mà. Con chỉ tình cờ gặp lại chị thôi, con không biết chị ở chỗ nào nữa. Nhưng mà chị của con không có giết ba con đâu. Chị nói lúc chị bỏ đi ba con vẫn còn sống, biết đâu là có người nào khác nữa. Chúng tôi chỉ muốn gặp cô Dương để hỏi thông tin cho đúng theo trình tự thôi. Nếu như có tin tức của cô Dương thì gia đình hãy báo liền cho chúng tôi. Dạ.